Chào mừng mọi người đến với kênh tháng 11 năm 2020. Mình vừa đến các bạn một cái video hướng dẫn nhận một ngàn sách bằng 100 hết. Xin giờ này cho gúc các bạn để gúc được các bạn click các bạn link mô tả thứ nhất của mình, các bạn đăng ký sau khi các bạn tải xong các bạn đăng ký rồi các bạn vào mail complete nha các bạn. Giờ chỉ cần tải lên một giấy chụp một giấy chứng minh nhân dân mặt trước và giấy chứng minh nhân dân mặt sau và khuôn mặt của bạn nó bằng camera tự động của nó các bạn. Sau khi các bạn xong rồi các bạn đăng ký trên chip, các bạn lưu ý các bạn đăng ký dưới cái đường link của mình, các bạn sẽ nhận được 5 đô BTC nữa các bạn. Rồi các bạn gửi địa chỉ với ETH EC20 trên sách ship. Xác minh trên tính của bạn nhấp vào ETH nè. Nè các bạn khi đăng ký dưới cái link mình các bạn sẽ nhận được khoan các bạn chờ chút nha các bạn. Các bạn sẽ nhận được 4 đô gần 5 đô BTC nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ETH nè. Rồi các bạn nhấp vào cái mũi tên bên đây nè các bạn. Mũi gạch xuống nha các bạn. Rồi sau khi các bạn nhấp vào mũi gạch xuống rồi các bạn chờ nó lót một chút xíu nha tất cả các bạn. Sao chép địa chỉ rồi các bạn sao chép địa chỉ ETH này nha các bạn, nó có dùng địa chỉ ETH, các bạn copy cái địa chỉ này nha các bạn. Rồi các bạn copy xong các bạn trở về một liên các bạn. Lưu ý các bạn, link form này có hiệu lực là trong vòng 72 tiếng đồng hồ, các bạn nên rút được nhanh nha các bạn. Rồi các bạn bắt nha các bạn, mình dán đầu nữa. Rồi các bạn, rồi các bạn điền cái username Telegram của tất cả các bạn vào nha tất cả các bạn. ID Telegram của tất cả các bạn nó cộng anh 1133 hả, bạn làm bạn join vào cái group nào thì các bạn gỡ được cái Telegram group đó các bạn, rồi bấm nút gỡ các bạn. Rồi như vậy mình đã hoàn thành các bạn, vậy video đây kết thúc, chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo từ mình nha.